Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô giáo và các bạn sẽ cùng đi học tiếp những từ để miêu tả về ngoại hình, tính cách của các thành viên trong gia đình cũng như là bạn bè mình nhé. Để miêu tả một người con gái rất xinh đẹp, chúng ta có từ beautiful, beautiful, xinh đẹp. Miêu tả một người khỏe mạnh, lực lưỡng, chúng ta có từ strong, strong, có sức khỏe đó, khỏe mạnh, strong. Miêu tả một người đáng yêu giống như con cún con, mèo con. Cute, cute, đáng yêu, cute. Miêu tả một người hay giúp đỡ người khác, tốt bụng. Kind, kind, tốt bụng. Miêu tả một người rất là sáng dạ, học nhanh, hiểu nhanh. Clever, clever, clever. Miêu tả một người thông minh, có nhiều ý tưởng độc đáo, hay tìm ra những cái cách mới lạ, tìm ra cách giải quyết tốt thì chúng ta có từ smart, smart, thông minh, smart. Cùng ôn lại các câu hỏi để xem đặc điểm những người trong gia đình mình như thế nào nhé. What is your father like? What is your father like? Bố bạn như thế nào? He is strong and smart. Bố tớ khỏe và thông minh. What is your mother like? Thế còn mẹ bạn thế nào? She is kind and beautiful. Mẹ tớ tốt bụng và xinh đẹp. Is your brother clever? Anh của bạn có sáng dạ, học nhanh hiểu nhanh không? Yes, she is. Yes, he is. Đó. Yes, he is. Có. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể trả lời là no, no, he isn't. Is your sister cute? Em gái của bạn có đáng yêu không? Yes, she is. Có, em ấy đáng yêu lắm. Còn nếu không phải thì chúng ta có thể trả lời no, she isn't. Chúng ta sẽ vẽ tranh để giới thiệu về gia đình mình. Ví dụ như là đây có một bức tranh về mẹ. Chúng ta sẽ giới thiệu This is my mother. This is my mother. Đây là mẹ của tớ. Sau đó các bạn sẽ miêu tả về đặc điểm ngoại hình và tính cách của mẹ nhé. Ví dụ, She is tall and beautiful. Mẹ tớ cao và xinh đẹp. She is kind too. Mẹ tớ cũng rất tốt bụng nữa. Too, chúng ta dùng từ to ở cuối để nói là cũng, cũng như thế nào đó. She is kind too. Cũng tốt bụng. Hoặc đây là một bức tranh của bố này. This is my father. Đây là bố của tớ. He is big and strong. Bố của tớ to và khỏe. He is smart too. He is smart too. Bố tớ cũng thông minh nữa. Vậy các bạn hãy miêu tả về tất cả các thành viên trong gia đình mình nhé. Goodbye.